Tạ ơn thần linh con đã về. Adi à, con có biết mẹ lo thế nào không? Cả đêm không ngủ được. Mẹ con vẫn khỏe. Adi không nói với mẹ sao? Con nói với nó trời mưa rất lớn nên con ở lại chỗ của Yoya cả đêm. Mẹ lo chuyện đó. Bởi vì mỗi lần con ở gần cô ta thì có chuyện không hay cho con. Mẹ làm quá. Con bị làm sao vậy? Có chuyện gì? Yoya bị kẹt trong xe. Con, mẹ đã nói rồi, không bao giờ nghe lời mẹ. Cô gái đó mà xui xẻo đến cho con. Sao mẹ cứ luôn đổ tội cho người ta? Mẹ có biết nếu con không đến đúng lúc thì... Margaret, cho tôi một ly cà phê đen. Thêm nửa muỗng đường. Ăn sáng đi. Ăn đi anh. Không phải bây giờ. Được. Chắc là không đói. Anh đã ăn ở nhà Yoya. Cô ấy đã mời anh phải không? Sao anh nhìn em như vậy? Ý em là anh đã ở chỗ cô ấy nên chắc là được đón tiếp nồng nhiệt. Thư giãn đi. Anh đâu phải con rể nhà đó mà họ đón tiếp anh. Em chỉ nói vậy thôi. Marcus, tôi mang cà phê đến phòng tôi. Tôi sẽ nghỉ ngơi và sau đó sẽ ăn sáng sau. Adiya, kỳ lạ thật, không nói tạm biệt bỏ đi mất. Tôi đã nói với anh, màu trắng là màu tôi thích và nó rất hợp với anh. Mình sẽ không mặc màu trắng.
kadar ab rahi na koi bifikar main tujh mein baat loon yun khud ko hum safar rehna chahe koi bhi kasar tere bina jiya tere bina mera lage na jiya ab tere liye dhadke jiya mere dil ko tere dil ki zarurat hai mere dil ko tere dil ki zarurat hai Tài bị thương mà cứ như não bị thương vậy. Ở đâu cũng vô da vô da vô da. Mình cần thư giãn. Mình phải ra khỏi nhà, đi gặp ai đó. Xác si. Sát si. Hy vọng bà ấy vẫn chưa chết. Không, bà ấy không thể chết ở đây được. Mình sẽ nói gì với Adi và Achun đây. Sát si. Tỉnh dậy đi sát si. Làm gì đây chứ? Tạ ơn thần linh. Tim bà ấy vẫn còn đập. Sát si. Tỉnh dậy đi sát si. Mình sẽ đưa bà ấy đến gặp bác sĩ. Nếu bà ấy chết thật thì sao? Nhưng mình có nên đưa bà ấy ra khỏi đây để đi gặp bác sĩ không? Trong nhà có quá nhiều người, sao mình đưa bà ấy ra ngoài được chứ? Chào buổi sáng, Adiya, xin chào. Chào buổi sáng. Adi, tôi là người vô hình à, anh đi đâu đó? Xin chào. Chào anh. Tôi vừa tới nhà, anh lại ra ngoài sao? Anh đi đâu vậy? Tôi vừa nói với Achun là tôi có chuyện quan trọng cần xử lý, cho nên ra ngoài. Cái gì? Anh có chuyện gì quan trọng? Cái nào quan trọng hơn là tập vợt chứ? Adiya, tốt lắm, Achun nói với tôi anh ra ngoài, nói tôi biết đi. Tại sao luôn tránh né những tình huống như vậy? Tại sao lại tránh né mà không làm? Sao lại nhìn chỗ khác mà không trả lời tôi? Anh nói đi. Sao anh ngớ ngẩn như vậy chứ? Tôi xin lỗi. Nói tôi biết tôi cần phải làm gì. Đi, tôi sẽ nói với anh. Qua đây.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Thả lỏng cơ thể một chút đi. Sao cô nhảy như vậy chứ? Vậy anh dạy tôi đi. Gần hơn nữa. Thêm chút nữa. Cần đứng gần vậy sao? Gần chút nữa. Được rồi. Nhìn đi, anh phải nhảy như vậy đó. Xem đi. Nhìn đi. Chúng ta không thể có được biên đạo múa nào giỏi hơn anh ấy. Em có thể nhảy dở một chút không? Sao nhảy hay quá vậy? Nếu em là vũ công giỏi thì em nên làm gì đây? Đâu phải lỗi của em. Em sẽ làm hỏng kế hoạch mất. Em không nhảy xấu như anh được. Xin lỗi, anh đang làm gì vậy? Còn khó không? Cô không làm được những bước đơn giản sao? Xin lỗi anh hơi bối rối một chút thôi. Vô gia, đến đây chút đi. Được. Tôi sẽ cùng nhảy với cô. Và sẽ giải thích từng bước cho Nu và A Chu. Đưa tay cho tôi. Cô rất là xinh đẹp. Ý tôi là cảm nhận được cô là một vũ công giỏi. Một tay đặt lên vai này, một tay đặt lên vai kia. Gần thêm chút nữa. Tôi sẽ nhảy và sẽ tập với cô ấy.
था इसका दर्द अब रही ना कोई बेफिक्र मेरे दिल को तेरे दिल की जरूरत है मेरे दिल को तेरे दिल की जरूरत है Adiya hết nhạc rồi. Tuyệt lắm anh, màn trình diễn xuất sắc. Hai người nhảy cùng nhau trông thật đáng yêu. Và Adiya, biểu cảm của anh kì. Thật sự thì hai người trông rất đẹp đôi nha. Thật ngọt ngào luôn đó. Ajun, anh trễ mất rồi. Anh đi đây. Anh đi đâu vậy anh? Thôi đi Ajun, nãy giờ anh đã nói với em là anh có việc. Mẹ, thần linh ơi, hy vọng là Adiya chưa nhìn thấy. Mẹ làm gì vậy, đi đâu mà chiếc túi to và nặng chi vậy? Mẹ, trong túi có gì vậy? Nếu Adi biết được bí mật là mình đã bắt cóc Saxi thì thằng bé sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Mình phải làm sao đây?